Em tên Tràng Văn Tâm, năm nay em 36 tuổi, sinh năm 1985, quê em ở Đồng Tháp và hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Đồng Nai em làm về cái gì? Nhân viên lắp ráp motor cho khu công nghiệp á. Tức là motor điện hay là sao? Motor công nghiệp chạy á, chạy công nghiệp á hả? Công nghiệp. Dạ. Rồi, nhà gái, gái mình giới thiệu coi nào. Dạ, chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Hoàng Lan, năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là hiện tại là nhân viên văn phòng và em ở quận Phú Nhuận. Em ở quận Phú Nhuận, làm việc ở quận Phú Nhuận luôn hả? Dạ, làm việc ở quận Nhất. Làm việc ở quận Nhất, nhân viên văn phòng, phải không? Dạ, Lan, phải không? Dạ. Rồi, Lan nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì có thể làm việc nha. Thì đi làm về thì mình có thể nấu cơm, lo công việc nhà. Còn ưu điểm của em thì hơi nhút nhát tí xíu, đám đông thì hơi rụt rẹp tí xíu. Đó là nhược điểm đó, đúng không? Dạ, đúng cái rồi. Đó là khuyết điểm, đó là nhược điểm thôi. Có rồi. Cái tật xấu gì không Lan? Tật xấu đó nãy ta mới nói là nhút nhát đó cưng. Nhút nhát gì thôi, nhát là phải tật xấu đâu. Thì tôi đâu có nói là tật xấu, tôi nói là khuyết điểm cho em. Tôi nói đó là khuyết là điểm. Nhược điểm. Nhược điểm nhẹ, xíu nhẹ thôi. Thôi chứ đâu phải tật xấu đâu. Có nói thật xấu đâu. Còn em sao nè? Em thật xấu của em không có gì. Em có thật xấu luôn hả? Dạ, không có. Trời ơi, hay em vậy. Em nhát gì vậy? Em có nhát nhát không? Chả có. Vậy là cũng có nhược điểm chút xíu thôi. Dạ. Phải không? Ừ. Nhát dữ không? Nhát dữ luôn. Thấy con gái có nhát không? Không gì. Không á. Thấy ma có sợ không? Không anh. Anh hỏi trong cuộc đời của em có sợ cái gì? Con gì không? Có, sợ con rắn. Đi động lúc đó là rắn cắn tới giờ sợ luôn. Sợ con rắn hả? Dạ. Rồi sợ con gì nữa? Không, sợ con gì, chỉ là con rắn thôi. Chỉ sợ con rắn thôi. Dạ. Ừ. Rồi còn ưu điểm của em là gì cưng? Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Ừ. Nhược điểm của em là có ý chí cầu tiến trong công việc. Cái đó là ưu điểm chứ. Dạ. Ý chí cầu tiến là quá tốt luôn. Dạ. Chứ sao nhược điểm được, đúng không? Rung quá. Rung ưu điểm hết thành nhược rung điểm. Rung quá. Em mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 3 năm. Quen lâu không á? Quen được mấy năm? Gần năm. Gần năm, lý do làm gì chia tay? Tại vì người đó có bạn trai em khác mấy. Trời ơi, đang quen mà không có bạn trai khác. Đi chơi với em mà nhắn tin với người khác không? Em bắt gặp là em... Vậy là em ghen dữ lắm phải không? Có ghen không? Không, thấy mà không hợp thì em tự động rút lui. Thì từ đó tới giờ không có người yêu luôn hả? Dạ. Không. Giờ còn thích con gái không? Gái thì thích rồi chứ. 3 năm ở không xây dựng sự nghiệp đúng không? Dạ. Bây giờ là quyết tâm. Hôm nay là em chị có mặt ở đây là em quyết tâm là có gia đình đúng không? Dạ. Để chị hỏi bên nhà gái chị xíu nha. Dạ. Sao nè, mình có mấy mối tình này nè? Em có một mối tình thì cũng chỉ tay cái này cũng hơn 2 năm rồi. Và tại vì bạn đó cũng theo gia đình ở nước ngoài định cư. Ừ. Dạ, thì gia đình em ở đây thì em thích cái cuộc sống ở đây hơn. Ừ. Dạ. Mà mình quen mấy năm thì mình cũng 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Dạ, rồi do cái sự mà giãn cách về không gian đúng như rồi. Vậy cho nên là buộc lòng mình phải chia. Dạ, tay rồi. Ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ Lan muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè, cái mẫu hình lý tưởng. Qua đây. Để mình nghe xong đó. Đi qua đây. Nhìn mặt mấy chuyện. Nhìn mặt luôn hả? Đó, cưng không? Đó, cưng không? À, rồi, chào em Lan. Dạ, chào anh. À, bên đây không phải tên Điệp, đừng lo. Ừ, đây không phải Điệp. Bây giờ Lan muốn mình tìm một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì cũng không có đòi hỏi nhiều. Em chỉ cần bạn trai á, là trong công việc á, bạn ấy thì cố gắng làm việc, có ý chí phấn đấu, công việc ổn định. Nhậu nhẹt thì đừng có nhậu bê tha, thì biết uống chút ít thôi để mình xả dao thôi. Chứ đừng có nhậu nhẹt bê tha quá là được không rồi. Không thích nhậu đúng không? Đúng rồi, chỉ là xả dao là được rồi. Để hỏi bạn trai có nhậu không? Có, anh mà uống ít nữa. Ít là bao nhiêu? Tháng uống lần. Tháng uống lần? Lần mà mấy? Mà uống 5 lon. 5 lon hả? À, uống bia chứ không uống rượu phải không? Dạ. 5 lon là lần là ha. Dạ. Đó, nhậu vậy thôi, lâu lâu một tháng có một lần à. Dạ, được. Xã giao rồi, dạ, công việc đồ. Rồi sao nữa? Em chỉ cần người đàn ông ổn định cho công nghiệp, có thể lo cho cả hai gia đình, lo cho người phụ nữ bên cạnh của mình. Vậy là ok. Bình thường nhỏ lớn em có idol một người nào không? Thần tượng của em là cái nhân dáng, cái vóc dáng như thế nào? Em thì không có quan trọng ngoại hình, thứ nhất là em quan tính cách, nhân cách của người đó thôi. Ừ. Thật sự thì em cũng thích anh Nguyệt Linh với chị Hồng Vân.
thật sự đấy như vậy. Tức là em thích anh Quyền Linh, có nghĩa là cái người bạn trai của em á còn có nước da hơi bánh mật một chút xíu ha. Có cần cao như anh Quyền Linh không? Cao dạ không cần nha. Cao, tại vì em cũng không cao. Chị hỏi nè, giờ bé mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Có công ăn công việc ổn định. Rồi, công việc ổn định. Dạ. Chị bảo kê luôn, công việc ổn định luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè? Ngoại hình dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Dễ nhìn được. Dạ. Nhìn rất dễ luôn. Cao hay thấp như thế nào? Cao 1m55 trở lên này. Trời ngon đủ rồi đó. Ừ, 1m55 đổ lên. Cái đó đủ rồi đó. 50 cũng được rồi. Em không thích điều gì ở người con người phụ nữ? Hay nói nhiều, có câu chuyện nó tới luôn vậy. Ừ, tức là em không thích người phụ nữ nói nhiều đúng không? Dạ. Em đã chuẩn bị gì cho gia đình, đó là đã chuẩn bị cưới vợ đồ này kia mọi thứ đầy đủ hết chưa? Dạ, có chuẩn bị rồi. Ha. Dạ. Bây giờ là bước chân vào cuộc sống gia đình là ngon lành rồi đúng không? Dạ. Ví dụ giờ cưới vợ về ở đâu? Ở dưới quê thì... Quê em ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp là huyện nào? Ở huyện Thanh Bình. Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Dạ. Dưới quê còn có ai? Còn có ba. Dạ, ba rồi. Với anh chị. Anh chị hả? Dạ. Em là Út hay sao? Út. Út. Út hả? Dạ. Ba với anh chị với mần vườn hay là ruộng? Mần vườn á. Mần vườn hả? Dạ. Trồng gì dưới? Anh thì trồng đủ thứ, ớt, xài này kia đủ thứ. Chứ nhiều đâu, không? Cũng 18 công. 18 công đằng trời ơi. Gần 2 mẫu ông ơi. Ơi tôi thấy đó, là giới thiệu nhà trai cho nhà gái biết rồi nha. Tôi thôi, có công 8 thôi. Thì đó tôi thấy tôi cũng ưng cái bụng chứ. Đó là anh thôi đó nha. Còn nhà ông già là nhiêu? Có 5 công. 5 công nữa, 23 công nha. Cũng khá lắm à. Tôi giới thiệu nhà trai khoe chút thì chơi cho vui mà. Cảm ơn quà nhận. Rồi, ngồi xuống đây. Rồi, bên đàn trai mở quà đó coi là cái gì nè. Anh cảm ơn. À, cái bóp hả? Dạ, cái bóp. Ở trong có tiền không? Cũng 5-10 ngàn rồi ha, cho nó vui rồi chứ. Rồi, hai bạn trò chuyện đi. Anh hỏi em về quan điểm hôn nhân gia đình nữa. Theo em á, thì mình nên tôn trọng nhau. Ví dụ mà đưa ra cùng ý kiến nhưng mà phải tôn trọng nhau, chứ không phải là ví dụ anh đưa ra ý kiến thì em bảo vệ quan điểm của anh, nhưng mà mình phải tôn trọng nhau. Chỉ là như vậy là sống với nhau trọn đời được rồi. Em có thích hay đi du lịch này kia? Sở thích lớn nhất của em là đi du lịch, không quan trọng đi đâu á, chỉ đi chống nước thôi, là ở đâu cũng được. Em có đồng ý về Đồng Tháp với anh không? Nhưng mà Đồng Tháp với dưới em đâu có quen biết ai đâu. Quen anh được rồi. Quen anh đó. Rồi. Quá. Quen anh là chỉ cần biết anh thôi. Nhưng mà đi về Đồng Tháp thì em ở đâu? Đồng Tháp ở nhà anh chứ đâu. Ở Thanh Bình đúng không? Dạ. Thanh Bình. Về Thanh Bình chứ đâu. Đồng Tháp nhiều điểm du lịch lắm nha. Dạ. Tràm Chim nè. Đúng rồi. Rồi Xẻo Quýt nè, Làng Sen nữa. Em chưa bao giờ được đi Đồng Tháp. Vậy dịp nào anh dắt em đi về Đồng Tháp chơi. Đúng rồi. Sở thích của anh là gì? Anh thích... Sở thích của anh là thích xem phim, nghe nhạc. Anh có thích xem phim ma không? Không, tại phim ma ít có xem. Vậy chị không dân buồn rồi. Em định rủ anh đi coi phim kịch ma mà anh không thích rồi. Nếu em rủ anh đi thì anh trả trước nè đi. Tôi tài trợ vé. Tôi tài trợ. Đó, nè, coi liền trong tuần này cho tôi. Thứ bảy chủ nhật gì kịch ma. Ở Thuận Kiều cũng được, ở Phú Nhuận cũng được. Kịch gì giới thiệu luôn đi. Nhiều lắm, mỗi buổi một tuần khác nhau. Người vợ ma. Riêng về kịch ma hai đứa để đó cho tôi. Mời cả nhà coi ngày nào đi. Mời cả hai gia đình đi coi luôn. Hồng Dân mời cả nhà trai nhà gái đi coi kịch ma luôn. Quyền Linh trả tiền, yên tâm. Mọi người cứ yên tâm nha. Kỳ vậy. Ừ. Chủ em, không mời bắt tôi trả tiền. Tôi mời còn Quyền Linh lo. Yên tâm, chị hứa chân thành. Nghe hứa chân thành tôi luôn. Lo luôn. Ừ. Gì chứ ma tôi lo hết. Em tới em hát thằng bạn gái một bài nào đó tình cảm coi. Lại nắm tay bạn gái lên. Em muốn chứ. Đấy. Hát bài gì đó, Đồng Tháp gì đó. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Thì cho nó vui đi cưng. Thấy hai đứa đều nhút nhát, đều căng thẳng quá trời. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù để thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương. Đêm từng đêm cầu mong sao cho chúng ta say. Cảm ơn. Sao? Cầu mong sao chúng ta gì? Gần nhau rồi yêu nhau hơn, ví dụ tự nhiên quên rồi hả? Bây giờ trao đổi một chút đi nè.
hẹn hò ở Đồng Nai với lại ở Phú Nhuận hả? Dạ. Như thế nào đó em trai, nói với em trai. Trong một tuần gì đó mình có thể mình đi ăn. Đi ăn hả? Thôi bớt ăn đi. Dồn được tuần gặp được 2-3 lần được. Nếu mà anh có thể sắp xếp công việc của anh thì không sao hết. Em sẵn sàng. 2-3 lần luôn, tuần 2-3 lần luôn. Bây giờ đầu tiên là cứ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Ha. Hôm nào thích đi coi phim thì đi, hôm nào thích đi coi kịch thì về Phú Nhuận hoặc Thuận Kiều tấp vô, tôi tài trợ hết cho nha. Đúng rồi. Trước khi đi coi kịch coi phim thì mình uống cà phê, mình ăn nhẹ đó, ví dụ vậy. Cà phê anh lo. Ma mà dân lo. Đó vậy thôi, thấy không? Không mai mà mối tôi sẵn có hết trơn rồi. Trời ơi, không có ai mà mai mối mà dễ thương như cái cặp này hết trơn trời. Em hỏi thử xem nhà gái giờ chừng nào, nếu mà bấm nút này chừng nào cho em bước tới hỏi coi. Chị Bịch đồng ý hẹn hò khoảng bao lâu, mình được bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân? Cảm thấy là tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân, rồi kinh tế ổn định để tiến tới hôn nhân thì lúc cái thời gian nó không quan trọng, quan trọng là tình cảm với lại kinh tế thôi, nó ổn định. Dạ. Chứ nói thời gian thì nó cũng không có mơ đó. Còn em là vậy? Còn em là khoảng lâu, bao lâu muốn lấy vợ? Năm nữa mới lấy vợ. Sao giờ giờ lớn tuổi rồi, giờ lấy liền, giờ muốn vợ lắm anh. Lấy liền. Bởi vì tôi khoái. Khoái. Được nè. Đàn ông là phải vậy. Đúng rồi. Cưới vợ là cưới liền tay. Ông bà mình nói không bao giờ trật hết. Đúng rồi. Nói một câu gì đi. Okay. Hai đứa đứng lên nói câu gì. Có gì tụi tôi bấm giùm cho đi. Nói một câu gì chân thành đi, thuyết phục bạn gái. Chân thành. Tay cô ấy. Đó, xích đây cái ghế để tôi. Nếu nói em đồng ý làm bạn gái anh sẽ lo cho em nhiều hơn anh nói. Thôi, tôi muốn xỉu luôn nè. Xúc động muốn xỉu luôn. Sao em có đồng ý hay không? Nói đi. Thì nói chung là tới đây á, mình cứ thì cho nhau cơ hội, rồi từ từ sẽ tìm hiểu nhau, đến được với nhau coi thành duyên số. Nhưng mà mình cứ đến được tới đây là mình cứ cho nhau cơ hội. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. 1, 2, 3. Rồi tôi bấm luôn rồi. Nắm tay, nắm tay nhau thật chặt rồi. Giữ tay nhau thật lâu. Nếu như mà mình làm Đồng Nai thấy xa quá, về Sài Gòn đi, kiếm chỗ nào đó làm, thấy không? Rồi cái ở gần á, mình dễ gọi là đi đến kết hôn nhanh hơn. Rồi vậy sẵn đà xin cho hôn cái hôn đầu tiên đi. Xin bác cho con hôn em Lan. Rồi đó hôn đi. Em tên. Ừ. Ôi nó không nghe kêu luôn.